Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay vẫn còn khoảng 846.000 người ở quận Bình Tân, huyện Củ Chi và Bình Chánh chưa nhận được tiền từ gói hỗ trợ COVID-19 đợt 3 năm 2021 do thành phố thiếu kinh phí. Gói hỗ trợ thứ 3 bắt đầu chi cho người dân vào cuối tháng 9 năm 2021, mỗi người nhận 1 triệu đồng. Thành phố phê duyệt danh sách 7,4 triệu người. Sau nhiều tháng triển khai, thành phố đã chi hỗ trợ cho hơn 6,5 triệu người. Các trường hợp chưa nhận được tiền tập trung ở Bình Chánh 472.000 người, Bình Tân 252.000 người, Củ Chi 167.000 người. Hiện thành phố đã cấp bù kinh phí còn thiếu để các địa phương hoàn tất gói hỗ trợ 3. Bình Chánh có số người chưa nhận được nhiều nhất với hơn 470.000 người. Từ đầu tháng 2, huyện lập 126 tổ công tác tại 16 xã, thị trấn để chi tiền cho người dân. Nhưng số lượng lớn đã xảy ra tình trạng xếp hàng chờ đợi tại một số địa điểm. Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương cùng các sở ngành liên quan phải nhanh chóng chi tiền hỗ trợ cho người dân và kết thúc trước 31 tháng 3.